Xin chào anh em, hiện tại trên tay của mình đang là 4 chiếc máy ảnh Sony Alpha Nick 5N. Đây là chiếc máy ảnh đã qua sử dụng. Đối với cá nhân mình thì có một số những cái máy, ví dụ như cái chiếc Sony Alpha Nick 5N này thì nó đánh giá nó rơi vào tầm khoảng độ 95%. Các bạn cũng có thể nhìn thấy những cái vết xước ở đây này, các bạn nhìn thấy đây. Đấy, thì những cái vết xước này thì không thể tránh khỏi đối với những cái chiếc máy ảnh cũ như cái chiếc Sony Alpha Nick 5N này thì chẳng hạn. Thì đây là một cái chiếc máy ảnh rơi vào tầm 98-99%. Thì với những cái chiếc này thì ngoại hình của nó sẽ đẹp hơn và mức giá của nó sẽ đắt hơn một chút so với những cái chiếc 95% này. Nếu các bạn đã xem những cái video của mình làm ở trên những cái kênh của mình ấy, thì các bạn sẽ thấy là Nick 5 này, Nick 5N, Nick 5G này, thì mình đã nói cho các bạn về cái sự khác nhau của chúng. Và trong video này, nếu mà các bạn chưa xem những cái video đấy thì mình nói luôn các bạn là Nick 5N ấy, nó sẽ nhỉnh hơn so với Nick 5 ở chỗ là gì? Là cái cảm biến của nó là cảm biến mới hơn, cảm biến là 16 megapixel và cái màn hình của nó có thêm cảm ứng và quay phim của nó là Full HD 60p. Nếu mà so Sony Alpha Nick 5N và Sony Alpha Nick 5R thì những cái chiếc Nick 5N mình trên tay ngày hôm nay nó sẽ bị kém hơn ở khoản là không có wifi và không có cái màn hình lật xoay 180 độ như Nick 5R. Đối với Nick 5N và Nick 5 thì nó chỉ lật 90 độ như thế này mà thôi. Do vậy các bạn cũng nên cân nhắc. Còn về cái cảm biến thì Nick 5N với Nick 5R hoàn toàn giống nhau. Có nghĩa nếu các bạn chỉ cần về chất lượng hình ảnh, các bạn chỉ chụp thôi và chúng ta không cần wifi thì chúng ta có thể mua Nick 5N với cái mức giá là hơn 3 triệu mà thôi. Còn đối với Nick 5 thì sao? Nick 5 thì nó chỉ có là xấp xỉ 3 triệu. Những cái con này nó chênh nhau chỉ rơi vào tầm 500-600 nghìn. Nếu chúng ta có kinh tế hơn thì các bạn có thể mua thẳng lên Nick 5R. Còn nếu các bạn mà kinh tế eo hẹp hơn, chúng ta có thể tham khảo những cái chiếc Nick 5N mà mình trên tay ngày hôm nay. Chất lượng hình ảnh rất tốt và nó cũng không hề kém cạnh so với những chiếc máy ảnh DSLR tầm khoảng độ 4-5 triệu trên thị trường. Còn về cái thông số kỹ thuật thì các bạn cũng có thể nhìn thấy, khi mà chúng ta tháo cái ống kính ra thì cái cảm biến đập vào mắt các bạn đó chính là một cái cảm biến APS-C. Đây này, 16.1 megapixel và nó có thể nó quay phim Full HD ở định dạng là AVC HD. Hôm nọ có một cái bạn hỏi về 60p và 60i là cái gì, thì nhân tiện video này mình cũng nói luôn với các bạn nhé. Đối với 60i thực ra là một cái chế độ giả lập thôi. Thực chất nó chỉ là quay ở khung hình là 30 khung hình một giây và với 60i thì nó nhân đôi khung hình lên để nó tạo ra một cái chất lượng video là 60 khung hình một giây, nhưng mà 60 khung hình một giây đấy ảo. Còn 60p thì nó là chính xác là 60 khung hình. Có nghĩa là các bạn cứ hiểu là 60i thì có nghĩa là 30 khung hình nhưng mà nó nhân đôi theo kiểu kỹ thuật số. Còn đối với 60p thì nó là quay đúng 60 khung hình trong vòng một giây. Điều đó thì khi mà chúng ta quay ở định dạng là 60p ấy, thì cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ đỡ bị giật hơn. Phụ kiện của chiếc máy ảnh này là sẽ bao gồm là máy pin sạc thẻ nhé. Thẻ nhớ bên mình sẽ tặng cho các bạn là thẻ nhớ 32GB. Thì bên mình sẽ bảo hành 3 tháng về phần cứng. Trong vòng 3 tháng nếu sản phẩm có lỗi phần cứng, bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% chi phí cho các bạn. Đối với các bạn mới chơi, vì những cái bạn mới chơi thì các bạn cứ nhìn những cái chiếc máy này nhỏ gọn này, các bạn nghĩ rồi, máy này máy du lịch thì làm sao mà chụp đẹp bằng máy cơ được. Trong xuyên suốt tất cả các video mình giới thiệu cho các bạn thì các bạn mua máy ảnh các bạn cần phải tìm hiểu về nó và các bạn cần phải nhìn vào cái cảm biến và tìm hiểu về kích thước của cảm biến. Chúng ta không nhìn vào cái ngoại hình phía ngoài. Khi mà chúng ta nhìn vào ngoại hình phía ngoài như thế thì các bạn sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Ví dụ các bạn chọn mua những cái chiếc showroom to tướng chẳng hạn ấy, nhưng mà cái cảm biến nó rất nhỏ, chất lượng hình ảnh nó không thể tốt so với điện thoại được. Còn với những cái chiếc máy Sony Alpha Nick 5N này, cho dù các bạn chụp bằng kit này chăng nữa nhưng mà các bạn chỉ cần nắm sơ qua kỹ thuật của chụp ảnh thôi thì mình khẳng định các bạn là những cái chiếc điện thoại cho tới thời điểm tại tầm 20-30 triệu nó không thể nào chụp bằng được. Mình đã có video so sánh những cái chiếc máy ảnh 3 triệu với một cái chiếc điện thoại 20 triệu ấy. Các bạn có thể xem lại cái video đấy, mình ghi ở đằng sau video cho các bạn xem. Đối với các bạn, một số các bạn mới chơi ấy, thì các bạn hay có kiểu là chọn mua cái ống kính 50 1.8 để chúng ta chụp ấy. Nếu các bạn chụp chân dung chỉ, các bạn chỉ xác định mua máy chỉ để chụp chân dung thôi ấy, thì các bạn có thể là tham khảo với ông đấy. Nhưng nếu mà các bạn mà mua để chụp đa dụng, chụp du lịch, chụp phong cảnh, cũng có thể chụp chân dung, chụp đời thường, thì các bạn buộc phải mua ống kính 16-50 hoặc 18-55. Vì sao ạ? Vì cái ống kính này là cái ống kính đa dụng, nó thay đổi được tiêu cự. Các bạn cứ thử dùng cái ống kính 50 1.8 để các bạn chụp đời thường xem, nó sẽ rất là khó chịu. Kể cả các bạn mang cái ống kính đấy các bạn chụp vào trong quán cà phê, các bạn sẽ biết được là sự khó chịu của nó như thế nào. Nếu các bạn có kinh tế thì các bạn có thể là mua thẳng hai cái ống kính. Còn nếu các bạn không có kinh tế mà các bạn lựa chọn một trong hai, thì đối với các bạn mới chơi mình khuyên các bạn là nên chọn những cái chiếc kit này trước. Các bạn đừng quá cao siêu để chụp chân dung ở 50 1.8. Chúng ta có thể là đẩy cái tiêu cự ở cái ống kit này lên 50 để chúng ta chụp ở 5.6, vẫn có hiệu ứng xóa phông, vẫn có một số những bức ảnh mình chụp bằng cái ống kit này để cho ra hiệu ứng xóa phông vẫn ok, vẫn chấp nhận được.
tại sao các bạn lại cứ phải cố gắng các bạn chọn mua cái chiếc ống kính 50-8 ngay từ ban đầu, trong khi đấy cái giá thành đầu tư của cái ống kính đấy đắt tiền hơn, và cái thứ hai nữa là nó không hề đa dụng. Mình đã gặp rất nhiều người mang cái ống kính 50-8 gắn trên những cái chiếc máy ảnh DSLR, ví dụ như 700D, các bạn đi chụp ảnh cưới, mình khẳng định với các bạn không thể chụp được. Ví dụ chỉ cần 4-5 người các bạn chụp bằng ống 50-8 là các bạn phải đứng xa, rất xa luôn. Trên đây là những cái chia sẻ của mình, thứ nhất là về cái kinh nghiệm của mình chơi máy ảnh từ trước đến nay, và cái thứ hai nữa là để tư vấn cho các bạn là rõ hơn khi các bạn chọn mua cái ống kính và các bạn mới chơi thì các bạn nên chọn những cái combo nào cho nó hợp lý các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mà mình trên tay những chiếc máy cũ khác. À, sau cái video này thì các bạn có thể xem được cái video mình quay bằng chiếc Sony Panasonic 5N này, cũng như là chúng ta có thể là xem được về cái chất lượng hình ảnh chụp của nó nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.